xin chào các bạn hôm nay mình sẽ nói về tiền trợ cấp an sinh xã hội social security benefits hiện tại hệ thống an sinh xã hội được hoạt động như thế này khi bạn đi làm và đóng thuế an sinh xã hội thì nhà nước sẽ dùng số tiền thuế đó để trả trợ cấp cho những thành phần sau đây thứ nhất là những người đã và đang nghỉ hưu thứ hai là những người khuyết tật Thứ ba là người thân của những công nhân đã mất. Và thứ tư là những người phụ thuộc vào những công nhân đã mất. Tuy hệ thống an sinh xã hội không chỉ là chương trình hưu trí, nhưng hôm nay mình sẽ chỉ tập trung nói về tiền hưu của an sinh xã hội thôi nhé. Các bạn trả thói an sinh xã hội dựa trên thu nhập hàng năm của bản thân cho tới một mức giới hạn nào đó. Và trong năm 2019 này, mức tối đa là 132.900. Có nghĩa là không cần biết số lương của các bạn cao tới mức nào, các bạn chỉ cần đóng thuế an sinh xã hội cho tới 132.900 mà thôi. Mức thuế an sinh xã hội hiện tại là 12.4%. Nếu như các bạn làm hãng thì thông thường các bạn chỉ phải đóng 6.2% mà thôi và hạng của các bạn sẽ phải đóng 6.2% còn lại. Còn nếu như các bạn tự làm chủ thì các bạn phải đóng 12.4% Trong năm 2019, nếu như các bạn đi làm và đóng thuế an sinh xã hội thì 85% số tiền và đóng thuế được trích ra bỏ vào một cái quỹ gọi là trust fund để trả tiền trợ cấp hàng tháng cho những người đã nghỉ hưu và gia đình của họ. 15% còn lại sẽ được bỏ vào một cái quỹ khác để trả tiền trợ cấp hàng tháng cho những người bị khuyết tật và gia đình của họ. sự liên kết giữa bạn và chương trình an sinh xã hội là cái số social security của bạn bạn cần phải có số social security để kiếm việc làm và đóng thuế chính phủ sẽ dùng cái số an sinh xã hội đó để theo dõi mức thu nhập hàng năm của bạn và lợi ích của bạn sau khi bạn đã nhận được trợ cấp an sinh xã hội cái số social security rất là quan trọng bởi vậy các bạn không nên mang theo cái thẻ social security bên mình và cũng nên cân nhắc cẩn thận khi đưa cái số này cho một ai đó, bởi vì họ có thể dùng cái số social security của các bạn để mượn nợ hoặc là đăng ký thẻ tín dụng dưới tên của các bạn. Nếu như các bạn làm mất cái thẻ social security, các bạn cũng có thể xin lại thẻ mới, nhưng nên nhớ họ chỉ cấp cho các bạn 3 lần trong vòng 1 năm và 10 lần trong cả đời mà thôi. Khi bạn đi làm và đóng thuế an sinh xã hội, bạn sẽ nhận được Social Security Credits. Trong năm 2019, số thu nhập cần thiết để được một credit là 1.360 đồng và bạn chỉ có thể nhận được tối đa 4 credit trong vòng một năm mà thôi. Số thu nhập cần thiết để nhận được một credit sẽ được tăng mỗi năm. Hầu hết mỗi người cần phải có ít nhất 40 credits tương đương với 10 năm làm việc để đủ điều kiện nhận trợ cấp. lợi ích an sinh xã hội chỉ thay thế được một phần nào thu nhập khi các bạn nghỉ hưu và bị khuyết tật mà thôi số tiền trợ cấp sẽ được tính dựa trên số thu nhập của các bạn trong những năm các bạn đi làm số tiền trợ cấp của mỗi người sẽ khác nhau nếu như thu nhập của các bạn cao thì số tiền trợ cấp sẽ cao hơn nếu như thu nhập của các bạn thấp hoặc có những năm các bạn không đi làm thì số tiền trợ cấp của các bạn sẽ thấp hơn mình sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn các bạn cách tính tiền trợ cấp khi về hưu. Chọn lựa thời điểm nghỉ hưu là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định mức tiền trợ cấp của bạn. Nếu như các bạn nghỉ hưu vào đúng thời điểm được nghỉ hưu, thì các bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền trợ cấp của mình. Cái thời điểm nghỉ hưu sẽ được quyết định vào năm sinh của mỗi người. Những ai sinh vào năm 1943 cho tới năm 1954 sẽ được nghỉ hưu vào lúc 66 tuổi và những ai sinh vào năm 1960 hoặc là trẻ hơn thì sẽ được nghỉ hưu vào năm 67 tuổi. Các bạn cũng có thể lựa chọn nghỉ hưu non vào năm 62 tuổi nhưng tiền trợ cấp của các bạn sẽ bị giảm đi. Các bạn cũng có thể lựa chọn nghỉ hưu muộn thì tiền trợ cấp của các bạn sẽ được tăng lên khi các bạn nghỉ hưu. Một điều mọi người cần lưu ý đó là mặc dù cái tuổi nghỉ hưu được tăng lên là 67 tuổi, nhưng mọi người vẫn có thể nộp đơn để xin trợ cấp Medicare vào khoảng 3 tháng trước sinh nhật 65 tuổi của mình. Vừa rồi là chia sẻ của mình về trợ cấp an sinh xã hội. Nếu như các bạn còn có thắc mắc gì nữa thì cứ việc hỏi phía dưới, mình sẽ tranh thủ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.